Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn sử dụng xe máy điện thông minh VinFast Clara. Cách khởi động xe máy điện thông minh VinFast Clara. Để bắt đầu hành trình với VinFast Clara, bạn vui lòng ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm an toàn, gập chân chống bên. Tiếp theo, bạn tắt chế độ chống trộm trên xe bằng cách bấm nút mở khóa trên chìa khóa RF. Vặn chìa khóa trên ổ khóa về vị trí ON. Mặt đồng hồ sẽ bật sáng báo hiệu Clara đã sẵn sàng. Khi khởi động thành công, xe bạn sẽ ở chế độ parking và đèn báo P trên đồng hồ lái sẽ bật sáng. Xe có hai chế độ lái, Eco và Sport. Bạn có thể chuyển qua lại giữa hai chế độ này bằng nút bấm trên tay lái. Ở chế độ Eco, phản hồi tay ga sẽ mượt mà, êm ái hơn và bạn đi được quãng đường dài hơn. Khi leo dốc hoặc trở nặng, hãy bật chế độ Sport để có thể có gia tốc lớn hơn và có trải nghiệm lái phấn khích hơn. Để chuyển bánh, bạn thả cả hai tay phanh, bấm và giữ nút P trên tay lái đến khi đèn P tắt đi. Bạn vặn ga từ từ để xe bắt đầu chuyển bánh. Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, các bạn lưu ý, nếu bạn chưa tắt chế độ chống trộm, khi vặn chìa khóa, mặt đồng hồ sẽ không sáng và xe sẽ phát ra âm báo và nháy đèn. Ngoài ra, khi bấm và giữ nút P, các bạn không được vặn ga vì làm như vậy, xe sẽ không thoát khỏi chế độ parking. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn những lộ trình an toàn.